chào tất cả mọi người, lại là Bằng Lăng đây. Đối với Bằng Lăng, ngày cuối tuần rất là quan trọng, là vì Bằng Lăng có thể dành tất cả thời gian cho ông xã và cho hai đứa con của mình. Có thể mọi người sẽ rất là ngạc nhiên, nhưng mà Bằng Lăng lại rất là thích đi chợ Wet Market ở đây. Thì vì không khí náo nhiệt nè, với lại đó nhiều đồ ăn tươi dữ lắm và nhiều sự lựa chọn nữa. Chợ ở đây rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Bằng Lăng rất là thích những cái món tươi sống ở đây, đồ ăn này cực kỳ tươi luôn, rất là ngon. Mọi người xem nè, Bằng Lăng đói bụng rồi. Hôm nay Bằng Lăng sẽ nấu món bún thịt nướng. Bằng Lăng đa số có thể mua được hết cái gia vị ở đây mình cần. Cả nhà Bằng Lăng chuẩn bị cái giả mọi nên Bằng Lăng mua một ít thức ngọt mang theo. Và đây là cửa hàng rất là nổi tiếng ở đây. Để xem họ có gì nha. Wow, bánh ngọt ngon quá, rất là hấp dẫn luôn, đủ loại. Để xem được Bằng Lăng mua món gì đây. Bằng Lăng có bánh rồi đây. Thank you so much. Bằng Lăng chọn thử cái bánh này á, là vì cái bánh này là Lăng nhớ lại gọi là bánh quy ở Việt Nam mình đó. Ở trong là nhân dừa, ở ngoài là màu xanh. Để Bằng Lăng thử xem nha, bánh này có vị như thế nào. Tương tự giống lắm, vị ngon. Thay vì mình là nhân dừa, đây là như đậu xanh. Ngon lắm, bà nhớ thử nha. Boy, please come and help mama. This one, can you wash please? Yeah. Thank you. Bằng Lăng rất thường hay nấu đồ ăn ở nhà, ít nhất phải là 3 ngày một tuần. Hai đứa nhỏ Bằng Lăng thích món Việt lắm. Hôm nay Bằng Lăng sẽ làm món bún thịt nướng. Baby, what are you doing? I'm just finishing the meat. Mà thật sự bà nói là mỗi lần nấu món Việt á, Bằng Lăng đỡ ở nhà hơn nhiều. Thank you, thank you, thank you. Boy, after this, where would I go? Hi, Dad! Let's go, Rickles! Come on! Cả nhà Bằng Lăng chuẩn bị đi Marachi đây, vì ông xã của Bằng Lăng và hai đứa nhỏ rất là thích đi dã ngoại và leo núi. Wow, look at that. Let's see who will reach there first. Go! Oh my god, it was so fast. Wait for me. Hai đứa nhỏ của Bằng Lăng thích ở đây lắm, tại vì phong cảnh nó cực kỳ đẹp, yên bình nè, được ngắm nhìn nhiều động vật nữa. Ngày hôm nay thật là vui luôn á, phải công nhận là không có niềm hạnh phúc nào hơn khi được bên cạnh gia đình mình.